chiếc áo thay màu đắng cay vẫn anh mang. Em đổi thay lòng khiến âm tình sang ngang, chiếc áo cũ rồi người vứt đi chẳng tiếc đời, để ngày hôm nay em mặc áo mới. Người chẳng trân trọng những thứ quan trọng bên mình, vì trong cuộc đời nào dễ kiếm được chân tình. Thì mất đi rồi cảm thấy ân ân trong lòng, ông mới đi đem những chuyện đúng không. Yeah. 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 Vâng, chào mọi người, mình là Truyền Hữu. Và hôm nay Hữu sẽ gửi tặng các bạn các chị ca khúc mang tên Áo Cũ Tình Mới Remix của anh Châu Khải Phong bằng micro AKG B120 cũng như là sao cạc Solo Gen 3. Hữu có sử dụng phần mềm của B10. Mời các bạn các chị cùng thưởng thức nha. Ok. Và cho phép Hữu được mang kiến cho nó ngầu mọi người ơi. Áo mới tuy đẹp nhưng chợt đúng không. Yeah. Nhảy luôn. Anh như áo cũ em mang nhiều lần, em chê áo cũ chẳng có gì quý tân. Em tìm áo mới để thay phù vàng, khuyên bao năm tháng khiến anh ngần ngang. Khi xưa em mưa đất ta lâu dài, em nói đau lý nhưng em lại sống sai. Bỏ mặc điều tiếng thế gian chê cười, vui mặc áo mới với ai cười rất tươi. Chính áo tay màu đắng cay phần anh mang, em đôi tay lòng khiến âm tình sang ngang. Chính áo cũ rồi người vứt đi chẳng tiếc đời, để ngày hôm nay em mặc áo. Người chẳng trân trọng những thứ quan trọng bên mình, vì trong cuộc đời nào dễ kiếm được chân tình. Để mất đi rồi cảm thấy ân ân trong lòng, áo mới tuy đẹp nhưng chẳng đúng không. Yeah, yeah. Yeah. Anh như áo cũ em mang nhiều lần, em chê áo cũ chẳng có gì quý tân. Em tìm áo mới để thay phù vàng, khuyên bao năm tháng khiến anh ngừng ngang. Khi xưa em ở đất ta lâu dài, em nói đau lý nhưng em lại sống sai. Bỏ mặc điều tiếng thế gian chê cười, vui mặc áo mới với ai cười rất tươi. Lên luôn mọi người ơi ơi ơi. Chiếc áo thay màu. Chiếc áo thay màu đắng cay vẫn anh mang. Em đổi thay lòng khiến âm tình sang ngang. Chiếc áo cũ rồi người vứt đi chẳng tiếc đời, để ngày hôm nay chẳng trân trọng những thứ quan trọng bên mình, vì trong cuộc đời nào dễ kiếm được chân tình. Thì mất đi rồi cảm thấy ân ân trong lòng, ông mới đi đem những chuyện đúng không. Yeah. Yeah, yeah. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều. Ông ơi thì đẹp nhưng chợt đúng không. Và Hữu vừa hát xong ca khúc bằng cái bộ sản phẩm Hữu vừa nói xong. Thì hy vọng các bạn, các anh chị sẽ yêu thích cái sản phẩm này. Nếu các bạn chị quan tâm sản phẩm, vui lòng vào trang web của Hữu, truyenhữu.com, cũng như là số điện thoại liên hệ cho Hữu 0383457777. Và cái số địa chỉ của Hữu là có để bên dưới ha, 74 Linh Trung, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
các bạn có thể đến trực tiếp tới sản phẩm để được Hữu tư vấn mua hàng. Nhớ đăng ký kênh Trường Hữu để đón xem những cái sản phẩm mới nhất mọi người nha. Tạm biệt, hẹn gặp lại những sản phẩm sau. Bye bye.